thi đấu rồi. Nhanh lên, đạp nhanh lên thôi. Cố lên Hân. Ừ, đạp nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên, gần tới rồi. Nhanh lên. Chạm tay vô thành hồi nha. Rồi, thở nước đi con. Không đi nhanh hơn xíu, không chậm hơn ấy nhanh. À, về nhẹ nhàng đấy. Cô giáo kia phải hát lên. Ngoài kia nó lướt rồi. Ngoài kia là nó chơi tự do dữ nó nhanh hơn. Bây bước mặt đọc ba cái. Đọc ba cái. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, tám chân lấy hơi lần. Quan trọng là cái khúc xếp về nè. Cái gì xảy ra? Trời, nó cao. Dễ gì?
Dây liền. Đập ra chiếc liền có trưởng có sáu có bảy Lê Thị Hồng Anh ô số 1, Nguyễn Sông Bảo Tân ô số 2, Đinh Nguyễn Cẩm Nhân. Tăng tông lên nhi. Rồi, tôi đứng xuống rồi. Rô lên, nhanh lên. Tâm lý quá. Số 3 bỏ cò. Nhanh lên, đụng tay cho thành hồ nha, đụng tay cho thành hồ chứ. Thở nước đi con. Buồn con. Màu quan trọng nhỏ này nè, quý ông nè. Trên dưới phòng đầu là đuối à, qua kia là thở dở. Bơi xài là phải đầu chìm ấy. À, hết rồi đó, mất sức rồi đó. Bơi ngửa là biết mất sức rồi đó. Quay lại lên đi. Rồi gần tới rồi, từ từ thôi con, đừng đứng nhà đi. Rồi từ từ bơi, cứ từ từ bơi. Không sao. Miễn nó tới nó đứng cái nó bỏ cuộc à. Rồi chạm thanh hô lên. Rồi thở nước 5 lần. Thở nước đi con, thở nước, không có đứng trên bờ. Thở 5 lần đi rồi lên. Cái gì? Một cái là mấy gì Sơn? 1, 2, 6, 0, 5. Rồi lên đi Nhi. Rồi Hanh. 1, 2, 6, 0, 5. Cái này nè. 1, 2, 5, 8, 5. 1, 2, 5 mấy? Lấy cái người nào ngắn nhất anh? Lấy trung bình cũng được. 1, 2, 5, 8, 5. 1, 2, 5, 8, 10. Rồi thở nước đi. Thở nước đi cho đỡ mệt. Mình chở xong hết chưa? Còn nhờ người khác chở phụ nữa. Sáng tính cho đi xe buýt mà sợ trễ. Cái này hả? Có lý hả? Giữ điều nhiệt rồi không? Bữa thi có dạy ở đây rồi. Điều nhiệt rồi đó. Chỉ có vòng sau, vòng đầu khó biết lắm. Con bé này bơi sải thế nào, vòng đầu rút cái vòng sau ngã ngửa luôn, bơi ngửa hoài luôn. Mà bơi ngửa đâu có tốc độ đâu. Bỏ cục. Này tính em mới được có 15 mét à. Kệ nó. Ủa đội 67 này à, người 89 à, người 89 à. Này lớp 6, lớp 7 à. Lớp 7 là có 2 đứa hả? Thì chắc cái nhóm này bị vắng một đứa gì. Rồi bơi nhanh chút, tốt, tăng tốc lên. Gần tới rồi nha. Đụng thành hồ vô. Rồi, thở nước 5 lần. Thở nước, không có đứng thở, thở nước đi. 1, 2, 3. Rồi, đi lên thay đồ đi con. Nguyên 2, xuống Nguyên. Sửa kiếng, nhớ. Quay bên kia là quay lại liền nha.
Rồi đồng hồ về số không. Nó có độ tròn, nó làm có độ tròn, nó có độ lướt. Lấy của em ạ. Nó có độ lướt, có độ tròn, thấy rõ. Chảy nữa kìa, dữ quá. Chuyển qua bơi ếch, đúng rồi. Tăng tông lên. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh nữa, nhanh nữa. Tại vì còn mấy nhóm nữa, đúng rồi. Đem tay thành hồn lên. Rồi, thở nước, năm lần, nhanh. Thở nước đi, đừng có đứng thở. Thở nước liền. Rồi, lên bờ thay đồ đi Nguyên. Rồi, dẫn đầu rồi đó. Rồi, cắt kiếm luôn nha. Hào số mấy Hào? Số 3 ở đầu đó đó. Số 3 đứng đầu tiên. Ủa còn ai chịu 3 nè. Hoàng Anh, số 1. Đây nào có Hoàng Anh phải không? Quay này lên. Rồi tăng tốc lên Hào. Tăng lên, tăng lên. Nhanh lên nữa. Nhanh lên, nhanh lên, gần tới rồi, 1 mét nữa. Tăng lên, tăng lên, đụng vô thành hồ lên nha. Đụng vô thành hồ. Rồi, thở nước đi. Hào hả? Hào đó. Thở nước đi. Khó ăn quá. Bé không có nước được. Bơi này bơi dài được. Tay chân chịu lúc. Bơi này bơi đường dài được. Con số 3, 53, 90. Lê Nguyễn Tâm Hải Hồng. Tiến số 3. Đi trước nha. Mấy đứa này là có mấy cơ? Này là 67. Là 67 luôn hả? Đợt cuối cùng 67. 89.000 à. 89.000. Gì? 67 cao cái vậy được rồi. Đặt cọc từ từ được rồi. Rồi, bị ngộp cái đứng lên luôn rồi. Rồi, số 2 Phạm Quy. Số 2 Phạm Quy. Rồi, bơi ếch đi Phúc, bơi ếch đi. Đuối rồi, đuối rồi. Rồi, thở nước 5 lần. Không có đứng, thở nước đi, thở nước lên. Rồi 5 lần đi lên thay đồ. Rồi
nhớ lên bờ không có đứng nha, lên bờ cứ đi tới đi lui không có được đứng lại nha, đứng lại sốc à. Nhanh đứa này có chuyển qua bên ngửa không à? Tay đâu vẫy tay nữa, đúng đầu luôn, tay đưa bám thành hò lên, người ta sắp mà. Kiến không có sửa nha, nó cứ mà nước có vô kiến là cứ thế bơi tiếp nha. Nhớ nhìn đường á, mắc dây cái là thua nha. À, vậy bỏ ra cũng được. Có lên còn hai đứa nữa. Ô số 1 Phạm Trần Phú, ô số 2 Trần Phượng Phát, ô số 3 này đâu phải Phú đâu, Sơn lên Sơn. Trên, đúng, à, Sơn đúng rồi, đúng rồi. Đóng tay. Đóng tay, chạy về xuống đâu. Đây bên đường này ai? Đúng rồi, nó đúng rồi. Không có, đóng tay, đóng tay. Phú mới hết làm không lại. Chơi tự do mới hết là không đi. Nha, nhớ bơi đừng đứng. Ra là bơi nè. Rồi rút đi Sơn, phát rút đi. Hai đứa rút luôn. Nhanh lên. Chạm hồ lên nha. Thả nước đi phát. Đưa thả nước đi, khoan lên liền nó khóc à. Tự nó. Rồi con lên, con đi tới đi lôi cũng được, lên đi. Nhớ đừng có đứng nha. Lên đi tới lôi. Đi tới luôn, đừng có đứng nha, tuyệt đối không đứng ạ.